Được coi là xứ sở của xì gà, đất nước Cuba là nơi sản xuất ra những điếu xì gà thượng hạng nhất và được xuất khẩu đến hơn 150 quốc gia. Rất nhiều người ưa chuộng xì gà Cuba, trong đó có cựu Tổng thống Kennedy, cũng là người đã ký sắc lệnh cấm vận đất nước này. Vậy, vì sao xì gà Cuba lại nổi tiếng đến vậy và công thức cho mỗi điếu xì gà là gì? Mời các bạn cùng chúng tôi đến đất nước xinh đẹp này và khám phá nhé! Xì gà Cuba được quấn trên đùi các thiếu nữ như thế nào? Theo truyền thuyết kể rằng, xì gà Cuba có được hương vị đặc biệt là do được quấn trên đùi của những thiếu nữ tuổi từ 15 đến 18 và những chiếc lông tơ trên đùi họ đã bám vào lá nên mùi thơm mới quyến rũ. Bạn đã bao giờ tưởng tượng rất nhiều thiếu nữ ngồi dưới ánh mặt trời và cuộn những điếu xì gà ngon nhất thế giới trên đùi của họ chưa? Mới tưởng tượng thôi, nhưng chắc hẳn nhiều phái mạnh đã yêu thích hương vị của xì gà Cuba rồi đúng không? Thực tế bất kỳ ai đều có thể quấn xì gà, từ đàn ông, phụ nữ, thiếu nữ, miễn là họ có những kỹ năng để làm việc. Và tất nhiên, truyền thuyết trên chỉ là những lời nói vui mà thôi, bởi vì xì gà rất khó để quấn trên đùi của một ai đó. Đó cũng chính là lý do mà những nhà máy sản xuất xì gà hay công xưởng phải chuẩn bị thiết bị để công nhân của họ có thể làm việc hiệu quả. Xì gà Cuba là mặt hàng mang đậm chất quý tộc. Điều đặc biệt nữa là xì gà Cuba đều được làm thủ công nên đảm bảo tính truyền thống, không pha trộn. Ngành công nghiệp thuốc lá tại Cuba rất phát triển thì ngành nông nghiệp trồng loại cây này cũng phát triển không kém. Tuy nhiên, một số vùng trồng thuốc lá nổi tiếng nhất được bảo vệ chặt chẽ. Vùng Fuela Abajo thuộc tỉnh Pino del Rio trồng một số loại thuốc lá ngon nhất thế giới, bởi vì chỉ Cuba mới có sự kết hợp độc đáo giữa khí hậu và đất đai mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trên những cánh đồng canh tác, hạt thuốc lá được gieo từng hạt một và đặt cách nhau khoảng 30 cm. Phải đảm bảo rằng cây trồng được trồng hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ và không sử dụng thuốc trừ sâu để đảm bảo từng chất lượng sản phẩm. Cây thuốc lá thường trưởng thành trong vòng 3 tháng. Để trồng, chăm sóc và chuẩn bị thuốc lá hảo hạng cho xì gà Cuba, nông dân sử dụng các phương pháp chính xác được truyền qua nhiều thế hệ. Làm việc tỉ mỉ, họ hái từng chiếc lá bằng tay, xâu thành cột gỗ rồi treo trong lán có lỗ thông hơi, có thể đóng mở để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm. Qua nhiều tuần, lá khô lại, mất nước và chuyển từ màu xanh tươi sang màu nâu mềm.
Đây là giai đoạn nhạy cảm được người nông dân theo dõi chặt chẽ, có thể mất tới một tháng hoặc là hơn. Khi lá đã sẵn sàng, người trồng thuốc lá sẽ phân loại chúng theo vị trí cuống và chất lượng trước khi đóng gói thành kiện để giao đến nơi bán, trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc đến các ngành công nghiệp để chế biến tiếp. Xì gà bao gồm sự kết hợp của lá từ phần trên và phần dưới của cây thuốc lá. Những lá phụ này mang lại cho điếu xì gà hương vị, mùi thơm và khả năng cháy. Lá ở giữa được làm phẳng và các lá phụ được đặt lên trên. Sử dụng một lưỡi dao cong hay còn gọi là chaveta, cắt bỏ các cạnh của lá và đặt chúng vào giữa, làm cho điếu xì gà có một độ dày hơn. Sau đó, công nhân bắt đầu cuộn lá. Mặc dù điếu xì gà đã thành hình nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng, người công nhân nhúng ngón tay của mình vào một ít mật ong và phết nó lên mép lá bìa. Sau đó, cuộn một tờ giấy trắng lên điếu xì gà, ấn mạnh để nó hút hết độ ẩm còn lại. Sau khi được bọc trong giấy, điếu xì gà được cất trong hộp ít nhất một ngày. Vì các lá ở giữa có xu hướng mềm và đàn hồi nên chúng thường được sử dụng làm lớp bọc. Sau một ngày, tấm giấy trắng được lấy ra và điếu xì gà được đặt chéo lên trên giấy và cuộn lại. Xì gà một lần nữa được gói trong giấy và bảo quản thêm 2 hoặc 3 ngày nữa. Cuối cùng, điếu xì gà được đóng gói sang trọng và sẵn sàng được xuất khẩu. Mỗi năm, khoảng 100 triệu điếu xì gà cao cấp được sản xuất thủ công ở Cuba. Những con lăn chuyên nghiệp được gọi là tosedores tạo ra từng chiếc bằng cách kết hợp các lá từ các loại thuốc lá khác nhau. Xì gà được phân loại theo màu sắc, kiểm tra các sai sót và sau đó được đóng hộp để bán. Thuốc lá là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Cuba. Đất nước này tạo ra hơn 200 triệu USD doanh thu hàng năm từ việc bán xì gà. Tuy rằng là nơi trồng và sản xuất ra xì gà thượng hạng, nhưng không phải mỗi người dân Cuba đều hút xì gà thường xuyên. Đa số người đàn ông chỉ hút vào những dịp lễ đặc biệt mà thôi. Bạn có biết châu lục nào xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới không? Đó chính là khu vực châu Á. Nhưng liệu bạn có biết rằng để tạo ra hàng triệu tấn gạo mỗi năm, họ đã phải trải qua những quy trình làm việc và sử dụng máy móc như thế nào không? Hãy cùng tôi tìm hiểu qua video sau đây nhé! Cách
giúp người nông dân tạo ra hàng triệu tấn gạo mỗi năm. Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc là những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới. Họ xuất khẩu những lô hàng gạo khổng lồ và con số thu về lên tới hàng tỷ USD mỗi năm. Ngay cả những nước còn khá nhỏ bé ấy vẫn có thể thống trị trên bảng xếp hạng về sản xuất gạo. Tại sao lại như vậy? Điều cơ bản để tạo nên thành công chắc chắn là đến từ truyền thống văn hóa và kỹ thuật trồng lúa hiệu quả của họ. Những người nông dân thường xuyên sử dụng một quy trình trồng lúa đó là làm đất, sâu hạt lúa, trồng lúa non, chăm sóc và thu hoạch lúa. Đầu tiên, họ xới đất như thế nào? Vì lúa nước là cây trồng đặc thù bởi tính ưa ngập, vì vậy kỹ thuật làm đất trước khi trồng có đôi phần khác so với những loại trồng còn lại. Đầu tiên, họ xử lý cỏ dại, rơm rạ và trồng lật, phơi ải đất. Sau khi phơi ải đất thì tiến hành cho nước vào ruộng. Sau đó, dùng máy trồng đánh tơi nhuyễn đất trong ruộng, cuối cùng là xâm phẳng mặt ruộng và tạo mạng lưới dẫn nước cho lúa. Tại đây, họ sẽ sử dụng những cỗ máy cày hỗ trợ họ, những chiếc máy cày nhỏ giá thành rẻ hơn nhưng nó không có cabin ngồi nên họ vẫn phải dùng sức bằng tay hoặc chân để di chuyển chúng. Vì vậy, muốn phát triển lâu dài thì họ bắt buộc phải đầu tư những cỗ xe lớn và hiện đại hơn. Cụ thể là những nước như Thái Lan, Campuchia hiện nay cũng đã nhập khẩu về những mẫu xe kéo cày to lớn có cabin ngồi với tốc độ hoạt động nhanh và vững chắc. Hiện nay, họ đặc biệt ưa thích gieo mạ trên các khay bằng máy gieo hạt tự động. Điển hình là họ nhập về máy gieo trồng Kubota đến từ Nhật Bản. Nó là một sự lựa chọn hoàn hảo để giúp người nông dân gieo mạ mà không tốn sức. Những khay ươm này sẽ được bảo vệ bởi các nhà bọc màng hoặc là nhà kính hiện đại để kích thích sự tăng trưởng. Khi phát triển thành cây lúa non từ 15 đến 18 ngày tuổi và có tầm 3 đến 5 lá thì đem ra ruộng nước để trồng. Nhật Bản là nước đã sáng chế và xuất khẩu rất nhiều máy móc cho các nước trồng lúa lớn. Điển hình phải kể đến máy IR60D, chiếc máy trồng 6 hàng. Nó có 4 ưu điểm chính đó là trồng chính xác, tốc độ và năng suất cao, hoạt động đơn giản và bảo trì dễ dàng. Chiếc máy đến từ thương hiệu lớn Yanmar, bạn có thể đặt mua nó bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn một số mẫu máy trồng lúa khác như Paddy Panther, Iseki PA83. Những cỗ máy này cũng có tác dụng bón phân, vì thế bạn hoàn toàn có thể chăm sóc trồng lúa dễ dàng. Họ sử dụng phân bón NPK, thường xuyên dọn cỏ và tưới nước cho lúa từ 1 đến 1,5 inch nước hàng tuần. Cuối cùng là hàng triệu tấn gạo mỗi năm này sẽ đi về đâu? Tất cả đều được thu hoạch bằng máy móc. Máy Hino M10U và máy cắt lúa mang thương hiệu Class Aerostar luôn được các nước như Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc ưa chuộng. Máy gặt kết hợp với những máy kéo tải để hỗ trợ nhau. Máy gặt lúa còn có tác dụng sàng lọc những hạt gạo ngay tại ruộng. Những hạt gạo tươi ngon này sẽ được trở về nhà máy sàng lọc, bóc tách vỏ, cân đo để đóng túi và bảo quản đến tay người tiêu dùng.
Tóm lại, những đất nước đặc biệt có truyền thống về lúa nước, yêu thích trồng lúa nước và có kinh nghiệm kỹ thuật tốt. Nhưng nếu không có các thiết bị máy móc hỗ trợ thì vẫn không thể nào phát triển nông nghiệp ổn định được. Đây cũng chính là tất cả những lý do giúp họ có thể thống trị bảng xếp hạng, mặc dù họ còn là những nước khá là nhỏ bé. Video hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn có cảm thấy bổ ích không ạ? Hãy comment cho chúng mình cùng được biết nhé. Đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.